Phòng kết audio thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam xin được mến chào tất cả các bác. Và hôm nay là một buổi sáng của ngày 26 tháng 6 năm 2024 các bác nhé. Thì trước mặt các bác là một con đẩy Niền Vang đến từ thương hiệu chính hãng của thương hiệu CA Sao các bác nhé. Đấy, CA Sao đây. Hàng mới nguyên thùng, nguyên hộp luôn. Và chế độ bảo hành được 1 năm cho các bác an tâm sử dụng. Đẩy Niền Vang này thì nó có tên là KA500 đấy các bác nhé. Hàng chính hãng, có mã cốt, quét mã vạch đấy để các bác xem. Cũng như dòng này thì nó đưa ra công suất là 500W trên một kênh, và các bác có thể đánh được một đôi full 30 như đôi TG này các bác nhé. Đấy, full 30 như đôi này đấy. Thì với một trong những dòng đẩy Niền Vang, nó rất phù hợp cho các bác nào là ưa thích những sự nhẹ nhàng. Với một con này thì nó vừa bắt sóng được Bluetooth này, có cả USB, ECHO thì cực kỳ ngọt ngào các bác nhé. Đấy, và có cả đường cổng quang luôn. Ở phía sau của nó có rắc cắm đường đa loa lưu trích dòng chuyên nghiệp luôn, rắc cắm chuyên nghiệp. Đấy, và đặc biệt là chạy là đến 12 sò. Ở những video trước thì trung tâm đã test và mở nội thất rồi, thì hôm nay là trung tâm sẽ khui hộp để các bác xem sản phẩm bên trong, cũng như là test nhạc đánh hẳn với một cặp full 30 để các bác biết là dòng này nó đưa ra chất âm rất hay, và đặc biệt hơn nữa là nó rất là vừa phải, hợp với không gian gia đình, rơi vào tầm khoảng độ 30 mét quay đầu nhá. Thì dòng này nó rất tiết kiệm, các bác chỉ cần dùng một con này cộng thêm là một cặp loa và một con mic không dây nữa là các bác hát hò là thoải con gà mái rồi các bác nhé. Còn bây giờ thì trung tâm sẽ khui hộp ra để các bác xem sản phẩm bên trong các bác nhé. Vâng, khui thục để các bác xem sản phẩm bên trong các bác nhé. Đấy, rất cẩn thận, một lớp ni lông bọc bên ngoài. KA500. Đấy, rồi nhìn sản phẩm bên trong. Được bọc bằng cái dây buộc này rất chắc chắn để các bác chẳng hạn vận chuyển. Đấy, nó không bị móp méo các bác nhé. Các bác nhìn lên trong này. Đấy, bên trong thì được thiết kế bằng một cái xốp màu trắng các bác nhé. Sản phẩm bên trong thì có một quyển ghi là CA Sao này, và các thông số kỹ thuật cũng như là hướng dẫn cho các bác biết thêm chi tiết các bác nhé. KA500 đấy, chạy chế độ 8 ôm 4 ôm này đấy, 20kHz này, 70dB, nặng là 17kg các bác nhé. Đấy, chiều rộng dài này 53x50 và dày là 22cm các bác nhé. Đấy, hướng dẫn các cách các bác là kết ghép sử dụng, hướng dẫn sử dụng và cách thông số kỹ thuật các bác nhé. Đấy, sản phẩm bên trong này, dây nguồn, và đây là hai cái tai các bác nhé, hai cái tai này. Và sản phẩm bên trong các bác chờ một chút, trung tâm sẽ mở ra để các bác xem chi tiết, quay trước sau để các bác xem nhé. Dạ vâng, trước mặt các bác là sản phẩm thương hiệu đẩy Niền Vang của CA Sao các bác chính hãng. Đấy, và mặt trước của nó đây, nó rất là đẹp, được làm một bằng phay nhôm nguyên khối các bác nhé. Đấy, ở đây. Đấy, đây là tem sản phẩm chính hãng. Đấy, quét mã của sản phẩm này CA Sao.
Đấy, một trong những hãng cũng rất là lớn các bác nhé, không còn xa lạ gì với các bác. Đấy, với những cặp loa CA F212. Đấy, bên cạnh nó có cái tai rất chắc chắn. Đấy, để các bác ghim vào những cái tủ âm thanh. Bên này cũng có tem bảo hành này các bác nhé. Đấy, tem bảo hành này. Và mặt sau đó là một cái jack cắm nguồn điện 220. Đấy. Ở bên này thì là hai cái jack cắm dây loa jack chuyên nghiệp nhé. Ở một số những cái dòng đẩy nền vang thông thường thì là không có, nhưng dòng làm hãng thì là làm rất cẩn thận. Đây là kẹp âm dương truyền thống. Đấy. Ở đây là nỗ thông gió. Đấy, làm mát. Đấy, bên cạnh là những nút cắm mic này, hai nút cắm mic không dây ở phía sau này, nó rất là thuận tiện. Đấy, cắm súp. Đấy, đường AUX, đường link sang những thiết bị khác. Đấy, những con đẩy hoặc là con âm ly khác các bác nhé, có cả to nhỏ. Đây, to nhỏ đây. Bên này là đường BMG. Đấy, đường cắm từ TV xuống DNR các bác nhé. Đấy, đầy đủ luôn. Có bắt sóng Bluetooth các bác nhé. Bắt sóng Bluetooth đầy đủ. Và bây giờ thì trung tâm sẽ kết ghép với một cặp loa và lên nhạc. Các bác nghe đánh giá chất âm và cái sự mạnh mẽ của một con đẩy nền vang xe sao các bác nhé. Hàng chính hãng. Và trung tâm sẽ lên nhạc, sau đó sẽ để các bác trải nghiệm. Sau đó sẽ báo giá dòng sản phẩm này để các bác có nhu cầu mua sắm. Thì các bác alo cho bên Phạm Quyết Audio qua số điện thoại ở trên biển đỏ các bác nhé. Đấy, địa chỉ tại thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam. Dạ vâng, trước mặt các bác là một trong những sản phẩm đẩy nền vang CA sao các bác nhé. KA500. Thì trung tâm đang kết ghép với một cặp TC Acoustic EES Benhin. Đấy các bác nhé. Và đây, ở bên này thì trung tâm đưa ra hai cái dây để mình kết nối ở phía sau cặp loa này. Và trung tâm ở đây thì là trung tâm bắt sóng Bluetooth. Thì các bác vào phần cài đặt các bác nhé. Cài đặt, chẳng hạn như là mình vào cài đặt này, mình vào Bluetooth này. Đấy, vào Bluetooth nhé. Chú ý trên này, trên này thì ở bên này nó có một cái nút USB BT. Ở đây thì mình bấm vào cái nút này để mình bắt sóng Bluetooth. Đấy, sau đó là nó lên cái chữ Bluetooth Play các bác nhé. Thì lúc đó mình mới vào phần cài đặt và bắt sóng Bluetooth. Thì ở đây các bác để ý có chữ Bluetooth AMB. Thì đấy, mình bấm vào đây nó đã kết nối rồi đây. Là đã được các bác nhé. Sau đó là mình phải vào một YouTube mình lấy nhạc này. Mình lấy nhạc các bác nhé. Đấy. Thì mình vào một bài hát này. Lên nhạc các bác nhá. Anh nhạc vẫn này. Một mình. Đấy, lên nhạc các bác nhá. Ôi, tao dùng sân đình thương anh một mình. Một mình nhớ em. Quê nhà tôi ơi, xứ đòi xa vắng. Còn chiều mênh mông, sông Đà buông nắng. Nhớ thương hàng quê, lũy tre bờ đê. Ước mơ trở về, nghe mẹ hiền ru bên thềm đá cũ. Quê nhà tôi ơi, con đường qua ngõ.
bóng mẹ liêu xiêu. Trung tâm đang bắt sóng với một trong những bài hát quê nhà các bạn nhé, rất là hay. Và Bluetooth mình chỉ cần bấm sang bài khác này, chẳng hạn bấm ở áo hoa karaoke này, nhạc lên không nhá. Đó, nhạc lên này, nhạc lên này. Gặp nhau cái thuở ban đầu, áo sẵn áo ở sẵn mà em mặc một màu thiên thần. Dạng em đẹp tựa trong tranh, tình trong đôi mắt mà tình trong đôi mắt sau em mặc áo vàng. Đấy, áo em áo ơ em. Đấy, tắt mở theo các bác. Và các bác kết nối thì chẳng hạn mình đang ăn cơm hoặc uống nước ngoài sân. Đấy, các bác bắt Bluetooth là cũng là ok. Các bác nghe nhạc theo ý muốn, thích bài nào mình mở bài đó. Đấy, mà đặc biệt nó rất khỏe, đánh được với những cặp full 30 các bác nhá. Còn các bác nào ở nhà có những full 25 thì nó quá là nhẹ nhàng rồi. Các bác hát karaoke cũng rất là ok. Echo của nó rất là ngọt ngào các bác nhá. Còn các bác nào quan tâm muốn mua sắm thì con này nó giá hơn 5 triệu các bác nhá. Thì các bác quan tâm thì các bác alo cho Phạm Thuyết Audio qua số điện thoại 0325004686 để được sở hữu. Đấy các bác nhá. Hàng chính hãng bảo hành 1 năm cho các bác an tâm sử dụng. Và cuối cùng xin cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi video. Xin chào hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.